Xin chào các bạn. Có rất nhiều bạn có hỏi tôi là làm nào để có thể tắt được cái lỗi mà trong két có một cái lỗi nó rất là hay gặp. Và cái lỗi mà khi các bạn mở một cái file két. Ví dụ tôi mở đây là file đồ án quy hoạch của bạn Minh. Thì khi mà mở một cái file két bất kỳ này lên ấy, thì nó sẽ xuất hiện một cái dòng báo lỗi là Producer by Unauthorized Education Product. Thì cái lỗi này là lỗi gì? Nó bảo mình là bạn có muốn là continue chọn yes thì bạn vẫn mở được bản cái bản vẽ đấy bình thường. Vẫn mở được bản vẽ bình thường. Nhưng mà cái lỗi này nó xảy ra khi mà ví dụ như khi tôi mang cái bài này tôi in. Giả sử tôi ấn Ctrl P tôi in. Như tôi in bất kỳ một cái khung này. Thì các bạn thấy là trên cái bản vẽ của mình ấy, trên tờ giấy mà được in ra nó sẽ xuất hiện một cái dòng chữ ở bốn góc. Như thế này. Đây. Bốn góc đều có dòng chữ này. Thế thì nó sẽ gây cái phiền toái cho mình là khi mà nộp bài mình cảm thấy nó có cái dòng chữ này rất là khó chịu. Thế thì đây có phải là cái lỗi không? Thực chất đây không phải là cái lỗi của két mà đây là do là cái bản két mà các bạn file két này được vẽ bởi một cái bản két, cái phần mềm két này. Mình có thể hiểu là nó là một cái phiên bản dành cho học sinh sinh viên chứ không phải là một cái phiên bản đầy đủ. Hoặc là thậm chí bản vẽ của mình đang bình thường nhưng bạn chỉ cần copy được một đối tượng nào đó từ cái bản vẽ là bị lỗi. Bị cái có cái thông báo đó thì bản vẽ của mình sẽ bị lây ngay lập tức. Thế cái này nó sẽ tạo lên một số cái mà nó gây cho mình những cái phiền toái, những cái khó chịu trong quá trình làm việc. Thế thì để tắt được cái dòng đấy thì các bạn làm như sau. Bây giờ ở đây tôi có file là file đồ án quy hoạch đây AQH này. Cách tắt thì tôi làm sẽ làm như sau. Tôi dùng phím Ctrl Shift S này. Tức là để lưu một bản vẽ, lưu bản vẽ này ra thì một bản vẽ mới, hoặc bạn có thể vào trong phần trong cái menu file này, bạn chọn lựa chọn là Set S. Đặt tên nó là đồ án quy hoạch. Tôi đặt tên là mà sửa lỗi. Và ở cái dòng quan trọng nhất là cái phần file name, file of type này, tôi chọn cái định dạng cho nó là DXF chứ không phải là D với G như bình thường. DXF này, chọn set, sau tắt tắt két đi, tắt cái file két của mình đi. Chưa, nó có hỏi lưu không, các bạn chọn không lưu. Sau đó mình sẽ mở lại. Đấy, nhưng mà đây khi mình mở cái file này lên phần select file này, tôi chọn file of type này, tôi chọn DXF và chọn đúng cái file DAQH sửa lỗi của mình. Vì cái file này đã được chuyển về định dạng là DXF. Tôi open lên. Đấy, thì khi mình mở cái file DXF này nó sẽ không báo lỗi, không báo cái lỗi giống như ban đầu. Bây giờ tôi thử in giống như vừa rồi. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ không hiện cái dòng báo lỗi như vậy nữa, ở bốn góc không hiện nữa. Nhưng mà khi mà mình mở đây là nó vẫn báo là đây là file DXF này. Tôi ấn Ctrl S để lưu file lại. Bây giờ tôi chuyển thành định dạng DWG. Tôi chọn Save. Và như vậy là cái file của mình đã được sửa lỗi. Các bạn nhớ là đây không phải là một cái lỗi mà đây là một cái chế độ nó báo là cái file két của mình được vẽ, được tạo bởi một cái phiên bản két dành cho học sinh sinh viên.
hoặc là một cái phiên bản. Phiên bản này thì nó vẫn đầy đủ tính năng thôi, nhưng mà quan trọng là nó báo những cái lỗi đấy, nó báo những cái dòng thông báo đấy là mình khó chịu trong quá trình vẽ bản vẽ. Ok, chúc bạn sẽ có những cái trải nghiệm mới với phần mềm CAD của mình. Xin chào các bạn.